Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Ban Đài Thiết Sự, và hôm nay chúng tôi đang ở tại thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nơi khúc ruột của miền Trung. Đô Lương nối liền giữa Thanh Chương, Con Cuông. Và hôm nay thì Thiết Sự làm cây ở đây. Vâng, đây là một trong những phôi xanh mà tôi cũng rất thích. Hiện nay nó là chín đầu gọi là kiểu các bạn nhé. Và tôi đang ở Đô Lương, Tiến Sự xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Rất là vui có dịp trở lại Đô Lương. Và Đô Lương thì các bạn, Đô Lương là một trong những huyện đang rất là phát triển. Đô thì hiện tại giúp cho con người ta có kinh tế trước mắt, và lương thì kinh tế về sau này. Và hôm nay thì tôi sẽ, các bạn theo dõi, tôi sẽ cắt cái phôi này chuyển đổi dáng thế như thế nào. Và tôi sẽ, trước khi làm thì tôi sẽ quay gửi đến quý vị các bạn tổng thể, sau đó thì các bạn sẽ xem về hồi kết ra sao nhé. Ok. Và chúc cho toàn thể quý vị các bạn, đặc biệt là anh em ở Đô Lương, một ngày một phát triển về cây cảnh nghệ thuật. Cây này cũng được chủ nhân quây giống như một cái bể đấy, sau đó thì trồng vào. Và phía đằng sau thì nó cũng tràn rễ ra ngoài các bạn nhé. Đây là phía mặt sau, tràn ra khỏi thành bể.
dưới nhá. Cái các bạn thấy cái này. Cái này sau này cây nó méo cây rồi, dưới này mình sẽ móc tạm cái này nhé, quá trình xem rồi lại móc tiếp. Cần đấy. Xích trùng sao ấy? Xong, có một vòng, thu được cả một diện. Bỏ cái đấy thì các bạn nhìn nó tách ra nó thoáng hơn. Các bạn thấy chúng tôi sẽ móc cái phần này để cho khi cái này nó chạy lên, bắt đầu nó đảo sang kia, nó lại lên thì nó mềm hơn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đó, cái cung của nó đã mềm rồi. Thì trước nó là hai cái đường thẳng song song. Và bây giờ thì chuyển từ cái nọ sang cái kia. Khi mà móc xong cái đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cung của nó rất là đẹp. Của cái chốt 1. Đây là cây long tại bên vườn của anh, ở phía trong nhà. Và khi phôi cây xong thì cũng được di chuyển về đây các bạn. Cây long cũng khá già đấy, cũng gai gốc hết rồi. Đây, chủ nhân giờ mới xuất hiện đấy nha. Rất là đam mê. Một chút lan nữa. Thank you.
Làm nốt thôi, về làm chơi. Như vậy là bạt dã chiến chúng tôi cũng đã được căng lên sau một chút mưa. Nhưng bây giờ thì lại bắt đầu tạnh. Và chúng tôi đưa ra để di chuyển về nhà cho bác chăm sóc. Đây là một trong những con phôi cực chất các bạn nha. Chúng tôi đang cắt hết rễ gầm đi, phá thì nó cũng như trong chậu rồi các bạn nhé. Tuy nhiên thì chậu nó sâu cho nên là chúng tôi sẽ cắt hết những rễ gầm đi để cho sau này lên chậu nó mỏng và nó tập trung lên mặt. Và lúc này chúng tôi cũng tối rồi, tôi không demo được nữa. Tôi quay cho các bạn theo cốt của nó là cực đẹp. Con này nuôi là sau này nhiều tiền đấy các bạn nhé. Đây, mặt sau này, cực đẹp luôn. Mà chưa dựng lên nhé. Các bạn thấy là chúng tôi cắt phẳng đít luôn này. Siêu mỏng, bệ siêu mỏng luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái chỗ này cực đẹp luôn này. Đấy, hang hốc mà nó sâu này. Và chỗ này bệ móng này. Để đấy sợ cô giáo đánh tháo chết. Cô giáo cô bạc cô thủ mà cứ chạy đó. À, dựng lên xem nào, dựng cậu gái hả? Vâng, bây giờ chúng tôi dựng lên để cho các bạn ngắm, cũng tối rồi, để cho lên xe rước nàng để dinh. Ô, lạch. Ui, hòn này cao quá. Tôi nói qua một chút đây, các bạn thấy trước đấy nó là hai cái cành thẳng. Và tôi cắt chuyển đây thành chuyển. À, một vai. Ở cái này thì cắt ở bên kia chuyển sang đây thành vai hai. Bây giờ lối đi xe vào. Cho lên tí nữa này. Út. Đó, thôi rồi, giữ nguyên. Út cao tê. Luồn xe vào được. À, luồn xe. Ok, kia, cái chung đổ. Để bên đây tị nắm đấy. Đấy. Bên đây này. Bên đây này. Bên đây này. Đó. Lên. Rồi, một vé nhá, tôi lại đi về đằng kia cho các bạn để, xem. Để đúng xe không? Đây mặt này cũng rất hầm hố. Ôi. À, bạn nào quan tâm phôi này thì alo nhá. Một trong những phôi ba vai sau này rất có triển vọng. Đây chủ nhân trước à. Đấy. Cùi. Chủ nhân trước cái chị đó. Cùi. Giờ nó bắt con thế này dựa nghiêng một bên cũng đang nghiêng rồi. Dọn cái này ra, dọn hết cái này ra, phun ra một vế này chúng ta ra được. Đây phía bên sau cực cực veo luôn. Đấy. Nó phải dọn nữa. Làm mấy lần số cái ngã bên này bây giờ. Đấy, thì là bên này. Đấy. Bên này. Bên này nhá. Ôi. Ôi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp kéo này. Tối thì mà rồi lấy trái cột lại ăn qua mọi lại đây. Trời cực đẹp lên xe rồi các bạn nhá. Trời ơi. Đây ăn nó. Đó. Đó. Ăn đấy. Đấy. Các vòng luôn. Đây mặt sau. Đấy, cực đẹp. Thấy vừa đâu.
Chào bạn. Và chúng ta tối rồi, chiến sự xin kết thúc video này ở đây tại Đô Lương, Nghệ An các bạn nhá. Thôi cực đẹp ở trên chậu các bạn nhá. Trước là xây một cái bồn như các bạn biết rồi, bồn rất là cao. Và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video sau.